Mọi người đi câu thì hay quan tâm đến con cá to nhất ở hồ đúng không? À, thì nhân tiện đây thì anh bật mí cho mọi người biết là đây có những loại cá nào to nhất. Mình đang có mấy Hugo là con Hugo 29 cân. 29 cân. Là heo. Và con 22 cân và cái loại 19 20 cân. Ui giời ơi. Ui, mập. Ôi, từ để giết đấy. À. Xin chào anh em nhá. Một chiếc hồ câu rất nhiều cần thủ. Kín hồ luôn anh em ạ. Hôm nay mình đã trải nghiệm được một cái hồ câu này. Ngồi đến muộn một chút là hết chỗ đấy anh em. Hôm nay chúng ta cùng xem tại sao cái hồ câu này lại có nhiều cần thủ đến như vậy nhá. Đó. Đây là anh Lịch. Anh Lịch là chủ hồ, hồ câu Minh Vũ. Ô, tại sao là hồ này tên là hồ Minh Vũ anh? À, mình đặt tên con bên mình tên là Vũ. À. Mình đặt hồ câu Minh Vũ. À, anh rất yêu quý con mình đấy. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên. Ờ, cái hồ này em thấy cũng khá là nhỏ ấy. Không biết là diện tích như nào nhỉ? Bờ ngang bờ dọc như nào anh? Diện tích thì một chiều 25, một chiều 100. Một chiều 25, một chiều 100. Số lượng cần tối đa là bao nhiêu? Tối đa là 48, 50 cần. Đang làm phóng sự mà anh em cứ hỏi dịch vụ. Ở đây thì anh có những dịch vụ ăn uống gì không hay là... À chưa, đến nhà mình chỉ phục vụ anh em ăn uống gọi là như là bình dân thôi. Cơm nhà lẩu và nước lôi các thứ. Em thấy là có rất nhiều anh em là muốn kiểu có xoa bóp hay các thứ gì có không anh? Không tưởng có chân dài đi đi mời thuốc, mời nước thì quá đẹp rồi đúng không anh? Không có. Hồ mình ở đây thì chuyên câu thể loại gì anh? Nhà mình thì nói chung là hồ tổng hợp. Hồ thì tổng hợp. Chuyên là về đen. Chuyên về đen tắm trắng có, chép có, trôi có. Lượng cá dưới hồ này có đông không anh? Cá mình đang duy trì tầm hơn 400 con. Hơn 400 con là... Đen. Đen. Còn chép thì nhiều vô số, chấm trắng thì nhiều vô số. Đen thì dễ kiểm hơn. Đúng rồi. Từ sáng giờ em cũng thấy lên được 7-8 con này. Bây 9 con này. 10, con này con 10. Thứ 10. Con thứ 10 rồi. Đó. Một chiếc hồ câu cũng lên được rất nhiều mà cần thủ ngồi rất đông anh em ạ. Ngày nào nhiều thì lên được hơn 20 con, 30 con. Oh my god. Một số anh em có yêu cầu hỏi ấy, thì mình cũng lọc ra được một số câu hỏi về cái quy định của hồ câu ấy. Vì cái này rất nhiều anh em không biết. Đến đây là không biết là quy định như nào thì anh có thể giới thiệu cho mọi người biết. Quy định mình mới mở lại hồ là làm lại hồ là bo bằng chết. Bo bằng chết luôn. Là cần là cho câu cần 6m3, trục thẻo không dài quá 50. Là gãy cần là đứt chụt lồ thẻo vớt được cá đều không tính. Phạm quy thả cá ra anh em câu lại câu tiếp. Đứt chụp thả cần xuống. Gãy cần. Gãy cần. Mọi hình thức là phải giữ được cần và bo cá bằng chết. Gọi là anh em đi câu là gọi là cái lương tâm của anh em thôi. Chủ hồ đã quy định như vậy rồi thì anh em cố gắng là thực hiện thôi. Vui vẻ mà. Vì một sân câu gọi là vì một sân chơi vui vẻ thì anh em cứ theo quy tắc nhà hồ mà làm nhá. Nội quy nhà hồ. Mọi người đi câu thì hay quan tâm đến con cá to nhất ở hồ đúng không? Thì nhân tiện đây thì anh bật mí cho mọi người biết là đây có những loại cá nào to nhất. Mình đang có mấy Hugo là con Hugo 29 cân. 29 cân. Là heo. Và con 22 cân và cái loại 19 20 cân là 4 con heo ở dưới hồ. 4 con. Hôm qua cũng lên một con heo 29 cân. 29 cân. Thế là 29 cân nhá. Anh em câu cá hồ này thì cố gắng là mua trục to, thẻo to nhá. Còn cần bo bằng chết đấy, không phải cần quẻ vào. Hôm qua bo bằng chết được con 29 cân đấy, heo. Úi giời này. Này, lao, 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 lao. Nào, lao, lao, múa này, múa. Múa. Úi giời. Ê cháy cháy. Ui dồi. Ui Hugo thật 30 cân anh em ơi. 30 cân à? Nhìn thấy Hugo 30 cân luôn. Ui dồi ôi, Hugo 30 cân rồi, nhìn thấy rồi. Ui quả là tí lao hổ luôn anh em nhá. Nào lên nào, lên 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 vào đây rồi, vào đây rồi, vào đây rồi. Lên tránh ra có bật vào mặt đấy em ơi. Ui trời, 29 cân rồi, 29 cân chuẩn rồi. Có thít không anh? Có không có thít gì hết. Không có gì cả. Anh em xem. Ui cái này, cái cước đi tận đây mà cười. Ôi có tự tin không? Có tự tin tay em không? Ôi giời ơi con ơi. Ui xời. Yep. Lại trượt rồi. Lại trượt.
Chưa xúc được, phát đấy, chưa xúc được. Vợt đấy cũng được, cái to rồi, qua là nói thôi, nó không cái vợt này nó xoay này. Hay là mượn cái cán xịn là được, cái cán kia. Cái cán tím mượn của ông, mấy ông nghe bên cạnh. Mượn tạm cái cán là được. Anh em xem pha này xem. Quả này về sắm hết cán mới cần mới. Ồ, cần cán làm gì, mình dùng tạm thôi này. Năm nào đây anh em. Đúng, đang tiếp tục 29 cân. Anh em tin mà cần 3 à, cần 6m3 mà bao các con 29 cân nhưng không không. Đấy, anh em vào xem. 29 cân nhá. Nếu mà vớt thành công thì gửi chú Hồ 1 triệu để liên hoan cho anh em đấy. Rồi. Nếu mà thành công. Ok, chắc chắn là thành công rồi. Con này em nghĩ là thành công chắc chắn. Lần nào nên đưa trước 4 triệu đi. Chắc chắn là thành công rồi. Đưa trước 4 triệu. Anh em vào xem mà cho lút chia sẻ lên tiếp tục lên em heo 29 cân ở Hồ Câu Minh Vũ nhá. Lại tiếp tục 29 cân. Chào Nguyễn Xuân Ngọc nhá, vào xem heo 29 cân lại lên tiếp. Heo 29 cân lại lên, 29 cân lại lên tiếp. Lựa chọc đúng đầu anh ạ. Móc phóng. Quần quại. Một cái bầu. Đấy, anh em xem quần quại đang ra vật vờ dễ chết. Chụp anh Tuấn lên set up, chụp thẻo thì quá là kinh khủng anh rồi. Chụp chuyên gia bắt chập đen ở Hồ Câu Minh Vũ. Một người hớt cho thì dễ hơn. Úi xồi ôi, anh em nhìn này. Rồi. Nên rồi, ép quả lẻ là nên rồi. Úi dồi ôi, ui, mập, ôi, từ từ đẩy dưới đấy, hoan hô, xin chúc mừng cầu thủ Tuấn. Ui, đẩy dưới, à, đẩy dưới, đẩy im ở dưới, chết đi rồi, em kia lôi ra làm gì. Úi dồi ôi, ăn mồm này, ăn mồm em. Ăn là đan nhá, ăn là đan. Rồi, ăn mồm rồi. Úi dồi, anh em ơi, từ từ. Đang kia thằng này đi tìm lôi lên bỏ lên thì nước. Lôi lên nó chết chứ con này. Ê, anh em xem này. Úi trời ơi. Đây nhá, chú ơi, đây chú xem này. Rồi. Có lại bảo nào, để phúng ra. Rồi. Mãi chưa, chụp kéo chuẩn luôn nhá. Xem nào, xem chụp kéo, xem chuẩn cú nào hả Phúc. Rồi, ok rồi. Chụp kéo lên ok rồi. Đi để chụp ảnh cái đã. Những cái to như thế anh nên thả lại chứ hay là trao cho cần thủ nào câu được nhà Hồ trao cho 5 triệu và thả cá ra. 5 triệu để anh em lại săn tiếp. Đúng rồi, phải như vậy, những con cá to thì ai cũng mong muốn ai cũng mong muốn được gọi là chinh phục nó đúng không? Yeah. Cái về thu mua cá thì anh chấm đen thì mình thu mua tất cả bằng nhau là giá 60.000 một cân. 60.000 một cân. Chấm trắng với chép thì 40.000 một cân. À. Đấy là tất cả các anh em cầu thủ, anh em mang về được ăn là tốt, không mang về thì nhà Hồ mua về cái giá như thế. Cái thế là tuyệt rồi, anh em ở xa thì mang đi mang cá lại thì cũng mà mệt lắm, cứ bán lại cho nhà Hồ là ok nhất rồi. Đó. Thì cái phần giá câu ở đây mọi người rất quan tâm đến cái giá đấy. Cái giá là nhà Hồ cho câu là 250k 5 giờ mà 400k 10 giờ. Và không thu thêm bất kỳ thêm một phí gì nữa. Không thu thêm một phí gì nữa. Không có heo là nhà Hồ là heo với khuyên thì rất là nhiều, như là chẳng những 4 con heo là 5 triệu và khuyên 100, 200k lên đến hàng trăm cái khuyên. À, hàng trăm cái. Đấy, nhà Hồ không thu thêm một phí tiền đó. Tiền xăng heo từng giết đúng không? Đúng rồi, không có một tí nói. Quá tuyệt vời rồi, anh em đi câu cứ làm cái khuyên 1, 200 là đẹp rồi đúng không? Có những hôm lên nhiều, lên 6, 7, 8 cái. Nhà Hồ mình có mở full không anh? Hay là thời gian như nào? Thời gian nhà mình mở là lúc 5:30 và đến 11 giờ đêm. Ồ, là 2, 3 giờ. Là không cho câu đêm, chỉ đến giờ đấy là nghỉ và để đóng cửa để duy trì đêm nhà Hồ bật guồng sủi để duy trì oxy cho cá khỏe, hôm sau cá lại đi ăn. Chứ câu đêm là hôm sau anh em nó sẽ bị thiếu oxy, hôm sau anh em câu nó sẽ bị khoai mà cá nó không đi ăn nữa thì nhà Hồ có thể là không bao giờ cho câu đêm. Không bao giờ cho câu đêm, không bao giờ câu đêm, chỉ có 5:30 mở cửa và đến câu đến 2-3 giờ đêm thôi là nhà Hồ lại đóng cửa, anh em về hết là nhà Hồ bật guồng sủi để duy trì oxy. Em thấy ở đây hồ cũng nước cũng khá là sạch ấy, thì có em thấy là có quy định là thả ốc không quá 0.5kg ấy đúng không ạ? Nhà Hồ thì vì cái lượng cần đông này mà lại hồ nhỏ, hồ hẹp mà cứ để cho anh em mà
xả nhiều ốc nó sẽ bị thối đáy mà nước bị hỏng, thì dẫn đến con cá đi lửng mà không ăn à. Mà cứ mở ra mà anh em đến câu móm nhiều cũng ngại à. Em cũng phải khống chế cái lượng ốc chỉ 0,5kg thôi để anh em đến và giữ được cái môi trường nó trong sạch để tất cả anh em cùng câu được. Cũng quy định rõ để có một cái sân chơi lâu dài cho anh em. Có những anh em gọi là thần hồ ấy, thì sẽ lên được nhiều cá đúng không anh em? Ok, được giao lưu với anh rất cảm ơn anh. Thì để có những cái phim và chia sẻ lại cho cộng đồng của câu cá Edu biết về một hồ câu, anh em có thể liên hệ hoặc tìm theo địa chỉ là hồ câu Minh Vũ ở trên Google Maps thì sẽ ra địa chỉ để đến câu nhá. Anh em cùng giật những con đen 29-30 cân nhá anh em nhá. Ok, cảm ơn anh nhá. 29 cân đã hôm qua đã lên rồi anh em nhá. Anh em cứ đến săn chắc chắn là sẽ lên. Okay. Khuyên thì rất là nhiều khuyên nhà hồ đeo hàng trăm cái. Ok. Rồi, cảm ơn.